Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Lần đầu tiên thì Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng đến toàn thể các quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Đến với những cái thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn những cái thông tin tiếp theo liên quan tới đàn gà con cũng như anh Mạnh Quỳnh và ekip quản lý nha quý vị. Thì ngày hôm nay Vượng Hạnh xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn một số cái thông tin tiếp theo liên quan tới bé Tuyết Nhung. Kính thưa quý vị, thì trong cái thời gian vừa qua thì mọi người cũng đã biết là bé Tuyết Nhung cùng với Trường Sang và anh Mạnh Quỳnh cũng đã có một những cái chương trình thực sự là rất ấn tượng, khiến cho toàn thể các quý vị và quý vị khán giả trong và ngoài nước rất là vui khi mà thấy hình ảnh của Tuyết Nhung cùng với Trường Sang biểu diễn ở trên sân khấu, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì tiếp tục Vượng Hạnh xin được cập nhật đến quý vị những cái thông tin bé Tuyết Nhung đã đăng tải trên cái trang cá nhân của mình và có một số những cái đồ rất là đẹp khi mà bé Tuyết Nhung rất là mừng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình. Sau đây thì Vượng Hạnh xin được cập nhật cho các quý vị chúng ta cùng biết nhé. Tết này em có bán giỏ quà, cả nhà cần mua biếu trang trí Tết thì inbox cho bé Nhung nhé. Em bán hết tháng này thôi ạ. Có đầy đủ mức giá, cả nhà lưu hình và tin nhắn cho em để báo giá nhé. Thì bé Tuyết Nhung có bán những cái giỏ quà, tức là trong đó có rất là nhiều những phần quà rất là hấp dẫn, rất là đẹp. Có rượu rồi quà bánh, nói chung là bé Tuyết Nhung cũng làm hàng để muốn ai có nhu cầu thì mọi người sẽ ủng hộ cho bé nha. Thì bé cũng rất là vui trong cái thời gian vừa qua, cũng đã hoàn thành những cái live show của mình cùng với ba Mạnh Quỳnh. Và ngay sau khi bé diễn xong những cái live show đó thì bé cũng có đăng tải rất là nhiều những cái thông tin lên cái trang cá nhân của mình. Thì bé Tuyết Nhung cũng đã đăng tải những cái phần mà diễn cùng với Quỳnh Trang, Thiên Ngân mặc những cái bộ đồ rất là đẹp giống mẹ Phi Nhung năm xưa. Thưa quý vị, đây là một cái duy nguyện của chị Phi Nhung. Ngay sau khi chị, trước khi chị qua đời thì chị cũng muốn các bé sẽ được một lần biểu diễn lại cái bài mà năm xưa chị Phi Nhung đã biểu diễn. Và đó là cái thông tin liên quan tới bé Tuyết Nhung nha mọi người. Thì ngay sau đây em sẽ cập nhật tiếp những cái thông tin mới để mời các quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe nhé về Trường Sang. Trường Sang cũng có đăng tải như sau: bí mật sẽ được bật mí vào hôm nay nhé cả nhà mình ơi, sẵn sàng chưa mọi người ơi. Và Trường Sang cũng có nhắc đến Phạm Tuyết Nhung, phim Trường Khang Hy, Phương Trần, make up là Hồng Thanh Nam, trang phục là Tiên Phan Nhật Tiên đó. Thì Trường Sang cũng có đăng tải những cái câu chuyện như sau: 19 giờ tối nay trên kênh Trường Sang Official và Phạm Tuyết Nhung Singer nhé cả nhà. Thì các quý vị chúng ta có thể vào xem một cái video có một cái MV rất là tuyệt vời, Chuyện Tình Mình. Đó, Chuyện Tình Mình Trường Sang và Tuyết Nhung, thì Trường Sang đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình như vậy. Thì mời các quý vị 19 giờ tối hôm nay trên kênh Trường Sang Official và Phạm Tuyết Nhung Singer thì mọi người có thể ghé qua để chúng ta xem nhé. Đó là cái thông tin mà Trường Sang đã thông báo những cái thông tin về cái MV của mình trên trang YouTube của các em đó. Thì cái thông tin tiếp theo, cái thông tin rất là quan trọng khi mà mình cũng muốn cập nhật đến cho các quý vị để các quý vị có thể nắm được về cái thông tin của anh Mạnh Quỳnh. Ngay sau khi anh ấy trở về tới nhà thì cũng đã đăng tải những cái dòng status lên trang cá nhân của anh ấy. Và anh ấy cũng có những cái dòng trạng thái như sau. Sau đây thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật đến toàn thể các quý vị chúng ta cùng nắm bắt nha. Sau gần 30 tiếng đồng hồ bay thì cuối cùng Mạnh Quỳnh cũng về đến nhà an toàn. Giờ lại khăn gói lên đường cho kịp show diễn chiều nay. Tức là ở bên đó thì là vào ngày Chủ nhật ngày 21, tức là ngày hôm qua đó quý vị, 21 tháng 1. Đời ca nhân như cánh chim không mỏi nhưng cũng đuối,
thường chúc muôn nhà cuối tuần vui vẻ, bình an và nhiều năng lượng. Còn nhiều điều muốn nói nhưng sẽ tâm sự sau, giờ Quỳnh phải bay đây. Đừng quên nhấn vào link dưới đây để nghe những ca khúc xuân mới sáng tác của Mạnh Quỳnh nhé. Bài ca Xuân Tặng Người thì anh Mạnh Quỳnh có gắn link ở bên dưới, và cả cái link của Xuân Quê Hương, link của Xuân Ước Hẹn. Các quý vị có thể vào trang Mạnh Quỳnh để chúng ta nghe những cái bài hát này của anh Mạnh Quỳnh nha. Sau khi anh đăng tải thì cũng có rất là nhiều những quý vị khán giả xa gần trong và ngoài nước cũng đã vào bình luận. Đúng là như cánh chim không mỏi luôn anh ạ, nhưng đừng quên giữ gìn sức khỏe anh nhé. Miến chúc anh và show diễn cuối tuần thành công ạ. Thương chúc chú thật nhiều sức khỏe, bình an. Chị chúc mừng em hạ cánh an toàn về nhà, chúc em sức khỏe, bình an và hạnh phúc nhé. Mãi yêu thương Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và bình an. Hãy làm cánh chim không mỏi, chứ không làm cho diều 190124 nha ông anh. Đó thì có quá nhiều những cái bình luận. Nghe bài ca Xuân Tặng Người một khoảng lặng, nhớ thương Phi Nhung nhiều, hạnh phúc an ủi Phi Nhung vì trong đó có một người vẫn chung tình với Phi Nhung. Chúc cho Mạnh Quỳnh năm mới sức khỏe thật nhiều, cống hiến thật nhiều, muôn nẻo đường đời bình an. Ở đây là những cái bình luận của rất là nhiều quý vị khán giả. Ngay sau khi anh Mạnh Quỳnh đăng tải cái trạng thái lên cái trang cá nhân của mình thì cũng nhận được rất là nhiều những cái tình yêu thương của quý vị khán giả. Và quý vị khán giả cũng rất mong sau này anh Mạnh Quỳnh sẽ tiếp tục sáng tác ra nhiều ca khúc mới, lại tiếp tục trở về Việt Nam để cùng với các con, để cùng với ekip quản lý đi trình diễn khắp mọi nơi, để cho tất cả mọi người có thể được nghe và lại tiếp tục được giao lưu, gặp gỡ với anh Mạnh Quỳnh nha quý vị. Thì vẫn còn rất là nhiều những các quý vị khán giả trong và ngoài nước, cũng có một số quý vị khán giả cũng không thích anh Mạnh Quỳnh. Khi mà nói đến Mạnh Quỳnh thì các quý vị thường là gạt đi. Thì nhưng xuân năm mới cũng chuẩn bị bước sang, thì mong tất cả các quý vị chúng ta hãy hoan hỉ, và chúng ta không xem thì chúng ta có thể bỏ qua. Mong quý vị chúng ta cũng thông cảm và hoan hỉ cho Vượng Hạnh nhé. Bởi lẽ là mình cũng chỉ biết cập nhật tin tức, mình cũng nói rất nhiều rồi, mình chỉ biết cập nhật tin tức cho mọi người chúng ta cùng nghe thôi, chứ mình cũng không có một cái vấn đề gì để mà mình nói bên nọ hay là nói bên kia. Thì mong các quý vị hoan hỉ nhé. Đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay mình muốn cập nhật đến các quý vị khán giả trong và ngoài nước, để cho các quý vị có thể nắm bắt được những cái lịch trình, những cái thông tin về Mạnh Quỳnh, về Đàn Gà Con, cũng như về ekip quản lý, để mong sao cho các quý vị chúng ta ai còn ủng hộ thì chúng ta có thể tiếp tục ủng hộ cho Mạnh Quỳnh, tiếp tục ủng hộ cho Đàn Gà Con, để trong cuộc sống của Đàn Gà Con cũng như Mạnh Quỳnh có thêm nhiều những động lực trong tương lai để mà cố gắng hơn nữa trong nghệ thuật, để cùng với mọi người tiếp tục biểu diễn cho các quý vị khán giả được nghe nhiều ca khúc hay hơn nữa. Và một lần nữa em xin được cảm ơn các quý vị rất nhiều, xin mến chúc cho muôn nhà, mọi người, cho tất cả quý vị trong và ngoài nước có một năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức lần sau.